Kính chào quý vị đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây mời quý vị đến với câu chuyện nghịch tử sát hại rồi phi tang xác mẹ xuống giếng. Trưa ngày 9 tháng 6 năm 2012, khi anh Đào Văn Huy, sinh năm 1980, xã Chu Hóa, huyện Lâm Thao, Phú Thọ, đi qua khu vực trước giếng sau nhà, đã phát hiện những lớp đất mới bị đào xung quanh giếng. Khi anh cúi xuống thì thấy mùi hôi khó chịu bốc lên và phát hiện chiếc bao tải màu trắng phía dưới nên đã gọi người thân đến và báo cơ quan chức năng. Khi lực lượng công an đến trục vớt chiếc bao tải thì cả gia đình mới phát hiện đó là xác của bà Đào Thị Thật, là cô ruột của anh Huy, người đã mất tích mấy ngày nay. Khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định nguyên nhân tử vong của bà Thật do chấn thương gây đa thương tích, dập não, chảy máu vùng bán cầu não trái và chết trước khi bị ném xuống giếng. Theo những người thân trong gia đình thì chiếc bông tai của bà này thường đeo cũng không cánh mà bay. Qua đó, các trinh sát nhận định đây là một vụ giết người, cướp tài sản và giấu xác phi tang đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Chính vì thế, các trinh sát đã huy động tối đa lực lượng để truy tìm hung thủ cũng như đôi bông tai bằng vàng. Một mũi trinh sát tiến hành rà soát các mối quan hệ của nạn nhân và một mũi trinh sát khác được cử đi các hiệu vàng tìm đặc điểm của đôi bông tai mà nạn nhân vẫn thường đeo. Qua đó, các trinh sát đã nắm được vào trưa ngày 7 tháng 6 năm 2012, có một nam thanh niên dáng người to đậm mang đôi bông tai giống hệt đôi hoa tai của bà Thật đến một hiệu vàng ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ bán. So sánh đặc điểm của nam thanh niên đến tiệm bán vàng và Nguyễn Ngọc Hoàn sinh năm 1986, con trai nạn nhân, các trinh sát thấy có nhiều điểm trùng khớp nên ngay trong ngày 9 tháng 6 năm 2012, Hoàn đã bị cơ quan công an triệu tập trước sự ngỡ ngàng của bao người thân. Tại cơ quan công an, Hoàn đã cúi đầu nhận tội. Quá trình gây án. Bố mẹ ly hôn, Nguyễn Ngọc Hoàn cùng anh trai về ở với mẹ, còn chị gái và một người anh trai thứ hai ở với cha. Hai mẹ con Hoàn hay xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Là con út trong gia đình có bốn anh chị em, ba trai và một gái, nên tuổi thơ, Hoàn được mọi người trong gia đình yêu chiều hơn cả. Thuở ấy, cả hai bố mẹ Hoàn làm công nhân nhà máy giấy với mức lương ổn định, có thể lo cho cuộc sống của cả bốn anh em gã, không phải chịu cảnh đói khát. Nhưng cũng từ khi sinh Hoàn, mẹ cậu đã xin nghỉ việc, về nhà làm để có điều kiện chăm lo cho con cái có cuộc sống ấm êm hơn. Nhưng cũng từ đó, cha Hoàn có những thay đổi khác lạ khi các con còn nhỏ nhưng ông cứ biền biệt trong nhà máy, còn mẹ Hoàn phải còng cõi nuôi con, tăng gia sản xuất. Rồi những rạn nứt của cuộc hôn nhân giữa mẹ và cha Hoàn bắt đầu nảy nở. Những mâu thuẫn ấy ngày càng lớn hơn. Khi Hoàn mới tròn 4 tuổi thì gã phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng mẹ và cha không còn chung bước. Sau khi họ đưa nhau ra tòa ly hôn, một người anh trai thứ và chị gái về ở với bố, còn Hoàn và người anh trai cả là Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1974, về sống với mẹ. Một nách hai đứa con, mẹ Hoàn nhiều lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được nỗi vất vả khi vừa phải làm mẹ và vừa phải làm cha. Hiểu được lòng mẹ, người anh trai cả của Hoàn đã lớn trước tuổi, tỏ ra khá tự lập, một tay tạo dựng sự nghiệp và trở thành kỹ sư cho một nhà máy tại tỉnh Phú Thọ. Cũng từ đó, người anh trai cả của Hoàn đã làm trụ cột trong gia đình, thay bố làm những công việc to lớn đỡ đần mẹ. Chính vì thế, bà Thật cũng rất tôn trọng con trai lớn và có công việc gì trong gia đình, bà cũng hỏi ý kiến con. Thậm chí, việc Hoàn không nghe lời bà mỗi khi người anh trai cả không có nhà cũng được bà Thật kể cho nghe. Vì vậy, đã không ít lần, Hoàn đã phải ăn đòn của người anh vì cái tội dám cãi lời mẹ. Cũng chính vì sự uốn nắn ấy mà Hoàn đã vượt qua nhiều cấp học khác nhau và cũng đang chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp hệ bổ túc trung học tại trường đào tạo nghề hóa chất Lâm Thao và dự kiến sẽ học cao hơn nữa. Vậy mà chỉ trong tích tắc, Hoàn đã nổi thú tính, cướp đi sinh mạng của chính người mẹ, cả cuộc đời nặng lòng với các con. Thảm án đau lòng. Theo hồ sơ lời khai của Hoàn, trưa ngày 6 tháng 6 năm 2005, Hoàn cùng mẹ là bà Đào Thị Thật ra cánh đồng để tát nước lúa. Trong khi tát nước, Hoàn cãi lời về việc ngày thi mà vẫn bắt hắn ta đi làm, khiến hai mẹ con xảy ra lời qua tiếng lại. Trong lúc ấy, Hoàn tiếp tục bị mẹ dọa sẽ mách anh trai về việc cãi lời, khiến cho hắn ta tức tối bỏ về nhà vì lý do để chuẩn bị chiều đi thi tốt nghiệp. Khoảng 15 phút sau, không có người tát nước, mẹ Hoàn nhờ người tát cũng không được, nên về nhà và thấy Hoàn ngồi trên ghế ở gian giữa nhà, chưa đi thi khiến bà tức tối. Bà đi vào trong buồng định gọi điện cho ai đó nhưng không được. Hoàn nghĩ mẹ gọi điện mách anh trai nên vùng vằng tiếp tục cãi lại, khiến cho bà Thật không kìm chế cơn nóng giận, đã tát hai cái vào mặt Hoàn. Bị mẹ đánh đau, Hoàn nổi khùng, lao vào dùng hai tay bóp cổ mẹ đè rồi đẩy bà Thật ngã xuống nền nhà, làm bà ngất lịm. Khoảng 3 phút sau, thấy chân bà Thật động đậy, Hoàn tiếp tục dùng tay bóp và dùng tay trái đấm nhiều nhát vào đầu và vào mặt cho tới khi không thấy bà Thật động cự gì thì mới thôi. Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau,
bà Thật hồi tỉnh lại. Thấy vậy, Hoàn lại dùng chân phải dẫm đạp lên cổ, còn chân trái đạp nhiều nhát vào đầu và mặt mẹ mình, cho tới khi thấy ở mặt bà Thật chảy nhiều máu mới thôi. Khoảng 4 phút sau, thấy bà Thật lại tỉnh và thở gấp, tên ác nhân này tiếp tục ngồi lên ngực rồi dùng hai tay đấm nhiều nhát vào hai bên thái dương, cho tới khi bà Thật ngừng thở mới dừng lại. Nhìn thấy mẹ nằm gục dưới nhà ngang, Hoàn đã xuống dưới bếp lấy bao tải cho xác mẹ vào phi tang. Trong lúc quấn đầu dây bao tải, Hoàn phát hiện tay bà Thật đeo đôi bông tai hai chỉ vàng. Hoàn đã tháo cất đi rồi buộc đầu bao lại và dùng sức mạnh cơ bắp của thanh niên lê chiếc bao tải có xác mẹ mình ném xuống giếng cạn cách nhà 38 mét và quay lại rửa chân tay và thay quần áo rồi điềm tĩnh tới trường thi tốt nghiệp môn toán. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi đi thi về, Hoàn nghĩ đến xác mẹ mình để không như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện, nên gã đã dùng dao chặt cành cây dại ở bờ rào vườn rồi ném xuống giếng phủ bao tải chứa xác mẹ gã. Sợ bị lộ, gã tiếp tục dùng xà beng đào đất xung quanh miệng giếng đổ xuống vùi xác mẹ đẻ. Đến khi không nhìn thấy chiếc bao tải đâu, Hoàn mới dừng tay và đi sang nhà bà Đào Thị Khánh, là chị gái của mẹ mình ở gần đó, hỏi bà có biết mẹ cháu đi đâu không, để nhằm đánh lạc hướng mọi người trong gia đình. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Mạnh Hùng là anh trai của Hoàn đi làm về liền hỏi mẹ đi đâu, thì Hoàn trả lời không biết, sau đó cả hai anh em đi ngủ. Rạng sáng ngày 7 tháng 6 năm 2005, trước khi đi làm, anh Hùng dặn gã rằng nếu trong ngày không thấy mẹ về thì điện thoại cho anh nhé. Khoảng 6 giờ sáng ngày 7 tháng 6, trước khi đi thi, Hoàn đã gọi điện thoại cho anh trai thông báo việc mẹ vẫn chưa về. Trưa ngày 7 tháng 6 năm 2012, sau khi đi thi xong, Hoàn mang đôi hoa tai lấy được của mẹ ra hiệu vàng Nam Thành ở phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, bán được 1,6 triệu đồng. Số tiền trên, hắn ta đã gửi vào ngân hàng 1,5 triệu đồng, còn 100.000 đồng Hoàn để vào quyển sách địa lý với mục đích để chi tiêu. Không thấy bà Thật trở về nhà, cả gia đình đã tá hỏa đi tìm. Phải đến khi anh Huy phát hiện, mọi chuyện mới được vỡ lẽ. Đối mặt với hai tội danh giết người, cướp tài sản, Hoàn như chết lặng. Ngày đưa gã ra tòa lĩnh án, những người thân thích đều đã có mặt và cả người anh trai đã thay cha dạy dỗ Hoàn từ bé cũng đã tới với vai trò đại diện cho bị hại. Nhưng lòng anh trai thắt lại khi một bên là mẹ và một bên là em trai mình. Hai người đều gần gũi, thân thích với anh. Sau khi phân tích các chứng cứ trong vụ án, hội đồng xét xử nhận thấy Hoàn không còn đủ tư cách làm người và nên chăng cần loại bỏ Hoàn ra khỏi đời sống xã hội mới đủ tác dụng trong việc trừng trị và giáo dục phòng ngừa chung. Tuy nhiên, sau khi nghe những lời cầu khẩn nghẹn lòng từ chính anh Hùng và người bác ruột, chị gái của nạn nhân, hội đồng xét xử đã tha tội chết cho Hoàn. Lĩnh án chung thân cho hai tội giết người cướp tài sản, Hoàn về trại giam thụ án. Tuy nhiên, trong trại giam, Hoàn tiếp tục móc nối với một số đối tượng xấu bên ngoài và tiếp tục tham gia vào một đường dây buôn bán cái chết trắng và đã bị lĩnh thêm 5 năm tù giam. Ngồi tiếp xúc với phóng viên trong trại giam, gã lý giải về việc xuống tay sát hại chính người mẹ mà đã hết mực nuôi nấng mình. Hoàn cho rằng, buổi trưa hôm xảy ra sự việc, vừa bị mẹ tát, sau đó hắn ta vào trong nhà kiểm tra đồng hồ của điện thoại thì phát hiện mẹ bấm vào số máy của anh trai. Nghĩ mẹ đã mách anh trai về việc mình cãi lời và nghĩ về sẽ bị anh trai đánh nên hắn ta đã nổi khùng, xuống tay với chính mẹ của mình. Nhưng giờ đây, gã bảo rằng cậu thấy buồn và trách mình nhiều. Bởi người đầy năm, dù hắn ta gây ra tội ác tày trời như thế, cướp đi mẹ của các anh chị, nhưng gia đình, các anh chị và bố chưa bao giờ bỏ rơi hắn ta mà vẫn đều đặn gửi tiền lên tiếp tế cho Hoàn và thăm gặp thường xuyên, không một lời trách móc. Nhắc đến người thân, nhắc đến mẹ, Hoàn đã khóc như một đứa trẻ biết lỗi. Cậu ta bảo rằng hành động mù quáng ấy, bản thân em đã phải trả giá lỗi lầm của mình bằng những năm tháng đau đớn dằn vặt trong trại giam này rồi. Nhưng giờ em thấy thương anh trai em nhất, giờ một tay anh phải gánh vác hết tất cả những khó khăn của gia đình. Khi mẹ mất, em vào tù, anh trai cũng đã tiếp tế thăm em. Giờ đây, bố em lại bị ung thư giai đoạn cuối và phải ngày đêm chăm sóc ông. Vậy mà chưa tháng nào anh ấy bỏ rơi em. Nói rồi Hoàn lại khóc. Nếu như cái ngày kinh hoàng ấy không đến, thì có lẽ cuộc đời của Hoàn đã khác. Có lẽ giờ đây, nếu tốt duyên, gã đã có mái ấm gia đình bên đứa con thơ. Con trai giết mẹ ném xác xuống giếng. Ngày 1 tháng 7 năm 2013, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, 19 tuổi, ở tổ 7, thị trấn Pleikon, Ngọc Hồi, Kon Tum, đến công an huyện Ngọc Hồi trình báo việc mẹ ruột mình là Lê Thị Cử bị mất tích sau nhiều ngày tìm kiếm. Trong lúc vụ việc đang được xác minh, thì sáng ngày 2 tháng 7 năm 2013, người dân địa phương phát hiện mùi hôi thối khác thường bắt nguồn từ giếng nước của nhà bà Cử. Người dân thuộc khối phố 7 thị trấn Pleikon, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vây đến tìm dò và câu vớt được một bao tải đựng xác người từ dưới giếng sâu. Qua kiểm tra xác định,
xác của nạn nhân là bà Lê Thị Cử, 59 tuổi. Xác định cái chết của bà Cử, tên đầy đủ là Lê Thị Cử, sinh năm 1955, ở tổ 7, thị trấn Pleikon, có rất nhiều điểm nghi vấn và kịp thời trình báo cho chính quyền và cơ quan công an. Qua công tác khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân tử vong là bị vật tày cứng đánh vào đầu nhiều nhát làm vỡ sọ. Sau đó, xác nạn nhân được đưa vào bao tải bỏ xuống giếng sâu 20 mét. Thời gian chết của nạn nhân đến khi phát hiện được xác định là khoảng 10 ngày. Qua công tác điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kon Tum khẳng định đây là vụ án mạng, hung thủ đã ra tay sát hại nạn nhân rồi ném xác xuống giếng nhằm phi tang, tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã chỉ đạo cho lực lượng trinh sát hình sự và các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi khẩn trương vào cuộc, tổ chức nhiều mũi công tác mở rộng các hướng điều tra để xác định đối tượng gây án và làm rõ vụ án, kịp thời trấn an dư luận và ổn định tình hình trật tự trên địa bàn. Vì đây là vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, chưa từng xảy ra ở một vùng cao biên giới. Theo Công an tỉnh Kon Tum cho biết, qua công tác điều tra, bà Cử xuất thân từ gia đình thuần nông thuộc vùng quê nghèo xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi lấy chồng và có 4 người con, trong lúc cuộc sống kinh tế chật vật, chồng bà đã rũ bỏ trách nhiệm, lặng lẽ bỏ mẹ con bà đi đâu không rõ. Từ đó bà một tay nuôi 4 con khôn lớn. Năm 2008, qua một số người quen, bà Cử dắt díu 3 người con vào huyện Ngọc Hồi, Kon Tum để sinh cơ lập nghiệp. Tại đây, nhờ chịu khó làm ăn sau nhiều năm lăn lộn vất vả, bà không những nuôi được các con trưởng thành mà còn xây dựng được nhà cửa và tích góp mua đất trồng được vài hecta cao su để ổn định kinh tế và dành dụm dưỡng già. Tưởng rằng cuộc sống sẽ bình yên với người phụ nữ vốn chịu nhiều thiệt thòi cay đắng, nhưng bất hạnh vẫn không buông tha bà. Cuối đời bà đã bị sát hại và chết rất bi thảm. Rà soát các mối quan hệ của bà Cử cho thấy, trước thời gian xảy ra vụ án, nạn nhân sống hiền lành, không mâu thuẫn, tư thù với ai trong khu dân cư. Nạn nhân bị giết và bị đẩy xác xuống giếng sâu ngay trong khuôn viên nhà mình, thì không loại trừ khả năng nạn nhân bị thủ tiêu xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong nội bộ gia đình. Theo một nguồn tin từ hàng xóm cho biết, trước lúc xảy ra vụ án mạng, bà Cử đang sống chung với vợ chồng người con trai thứ hai và người con trai cũng chính là người đầu tiên phát hiện trong giếng nhà mình có mùi thối và vội vàng gọi anh vợ cùng hàng xóm đến kiểm tra. Tất cả những manh mối đều được tổ điều tra hướng đến và tập trung lực lượng điều tra xác minh, nhất là mối quan hệ gia đình, người thân của nạn nhân. Là nhân chứng trực tiếp, vợ chồng người con trai thứ hai của nạn nhân được mời lên cơ quan công an để hỗ trợ công tác điều tra. Qua nhiều giờ liền làm việc, lấy lời khai, cung cấp thông tin, các trinh sát nhận thấy vợ chồng người con trai nạn nhân có nhiều biểu hiện rất đáng ngờ, thái độ khai báo rất quanh co, mâu thuẫn. Đặc biệt, về biểu hiện hành vi của người con trai thứ hai của nạn nhân có thái độ chai lì, không muốn hợp tác với cơ quan công an. Thỉnh thoảng anh ta nằm úp mặt xuống sàn nhà kêu gào khóc than thở, nức nở. Ra vẻ xót xa tiếc thương cho người mẹ già xấu số bỗng dưng rời bỏ các con ra đi vĩnh viễn. Nhưng những lúc vắng người, hắn trở lại vô cảm, đôi mắt giáo hoành, ngồi ung dung uống nước như không có chuyện gì xảy ra. Mọi diễn biến thất thường về hành vi, thái độ của đối tượng không qua được mắt các trinh sát, cộng với những thông tin khai báo loanh quanh của người vợ. Các trinh sát khẳng định, người con trai thứ hai của nạn nhân có liên quan trực tiếp đến vụ án mạng. Vì vậy, sau khi ra quyết định tạm giữ hình sự, các trinh sát đã đưa con trai thứ hai về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để đấu tranh làm rõ. Tại đây, ban đầu hắn cứ một mực kêu oan và chối tội, trả lời rằng mình không biết. Nhưng qua nhiều giờ kiên nhẫn căng thẳng đấu trí và đấu lý với đối tượng, các trinh sát và điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kon Tum đã lật tẩy được bộ mặt thật của đối tượng. Rạng sáng ngày 3 tháng 7 năm 2013, biết không thể che giấu được tội ác, hắn đã cúi đầu khai nhận tội lỗi. Theo Công an tỉnh Kon Tum, đứa con nghịch tặc vô đạo có tên là Nguyễn Mạnh Dương, sinh năm 1979, là con trai thứ hai của bà Cử. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên Dương bỏ học từ rất sớm, mới lớp 4, để cùng mẹ lao động kiếm sống. Năm 2010, được mẹ cưới vợ và đã có 2 con, nhưng Dương vẫn không chí thú làm ăn. Sau một thời gian bỏ quê vào Bình Dương làm thuê, vợ chồng Dương lại đùm túm về lại huyện Ngọc Hồi xin tá túc, sống chung với bà Cử. Cứ tưởng vợ chồng Dương chăm chỉ làm ăn để xây dựng tổ ấm và chăm sóc mẹ già, nhưng Dương lại phụ lòng tin của mẹ. Bất kể vợ con nheo nhóc, bản thân không có nghề nghiệp, Dương vẫn học đòi ăn chơi và sa vào tệ nạn, đam mê cờ bạc số đề. Lo sợ con trai sẽ vướng vào vòng lao lý,
bà Cử nhiều lần khuyên nhủ và la mắng Dương. Dương tỏ ra tức giận và nuôi ý định chống lại mẹ. Chiều ngày 22 tháng 6 năm 2022, sau khi cùng bạn bè la cà uống rượu say, hắn khật khưỡng về nhà, lao thẳng vào buồng mẹ là bà Cử, lè nhè hất hàm hỏi mượn tiền mẹ để trả nợ. Bị bà Cử chửi, tao đã cho mày nhiều rồi, cả tiền và đất đai, mày tiêu xài đề đóm hết rồi, còn hỏi gì nữa, mày đi đi, tao không có tiền. Trong cơn say, bị chửi nặng lời, Dương như con thú say mồi đùng đùng nổi giận. Hắn chạy xuống bếp, cầm lấy con dao đi lên buồng, dùng cán dao đập mạnh một nhát vào đầu bà Cử, làm bà Cử chảy máu rất nhiều. Bị đánh bất ngờ, bà Cử nằm trên giường kêu la cầu cứu. Bớ bà con làng xóm cứu tôi với, thằng Dương nó giết tôi. Thấy bà Cử kêu cứu, Dương càng điên tiết hơn, dùng sống dao đánh liên tiếp vào hai chân của bà Cử. Bà Cử tiếp tục kêu vợ Dương là Lê Thị Tuyết, sinh năm 1985. Tuyết ơi, con vào cứu mẹ, nếu không thằng Dương đánh mẹ chết. Tuyết định chạy vào can ngăn thì bị Dương khống chế và còn đe dọa đánh, nên Tuyết đành đứng nhìn. Thấy bà Cử vẫn còn kêu la và định chạy ra ngoài, Dương tiếp tục chạy ra trước nhà, lấy thêm một đoạn gỗ, dùng hai tay đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu bà Cử, cho đến lúc bà Cử nằm im bất động. Mọi việc diễn ra trong lúc chạng vạng và trời mưa như chút nước. Tên sát nhân máu lạnh vẫn không tỏ ra hoảng sợ và chùn tay. Thấy mẹ đã chết, hắn chạy xuống bếp lấy hai chiếc bao tải màu đỏ, lần lượt bó phần đầu vào một bao và một bao bó phần chân của nạn nhân. Sau đó dùng dây buộc chặt hai miệng bao ở phần giữa. Thấy đầu bà Cử chảy nhiều máu, Dương đã lấy một cái áo mưa chụp lên đầu nạn nhân, rồi dùng dây chun buộc lại thật chặt. Tiếp đó hắn lấy một chiếc chăn màu đỏ gói xác nạn nhân thành cuộn tròn, sau đó dùng hai tay cầm hai chân nạn nhân kéo lê ra ngoài. Một mình hắn cậy nắp miệng giếng, bế xốc cái xác lên, cho hai chân xuống trước, rồi từ từ ấn đầu nạn nhân cho lọt qua nắp miệng giếng. Khi nghe tiếng ầm dội lên, Dương bình tĩnh, đóng nắp miệng giếng lại, rồi ra lệnh cho Tuyết mang chiếu và ga trải nệm của bà Cử ra giếng, giặt tẩy hết vết máu để xóa dấu vết. Còn Dương tự mình lấy nước xà bông rửa chén đổ xuống nền nhà, dùng cây lau nhà dọn dẹp từ trong buồng ra ngoài, nhằm xóa sạch sẽ các vết máu của nạn nhân. Xong việc, Dương bình thản tắm rửa và đi vào nhà. Để phòng ngừa bất trắc, hắn căn dặn vợ nếu ai hỏi mẹ đâu thì nói mẹ đi chơi. Hắn còn bảo vợ ngay lập tức kêu người bán nhà với giá 200 triệu đồng. Có ai thắc mắc vì sao bán nhà khi không có mẹ ở nhà thì bảo mẹ không muốn ở nữa nên bán để về quê. Căn dặn vợ xong, hắn vào buồng lấy chiếc điện thoại di động của bà Cử, rồi nhanh chóng lên xe máy phóng thẳng đến nhà bạn tổ chức ăn chơi như không có chuyện gì. Theo công an tỉnh Kon Tum, hàng xóm thấy bà Cử mất tích lâu ngày, nhiều người tò mò hỏi thăm. Trong đó có em gái và anh trai của hắn đến hỏi tin tức của mẹ. Dương đều hất hàm trả lời mẹ đi chơi. Hắn tự tin cho rằng trong thời gian ra tay sát hại bà Cử, bên ngoài trời đang mưa rất to. Nếu vợ hắn không nói ra thì không ai có thể biết được tội ác tày trời của hắn. Mọi sự chuẩn bị để đối phó với cơ quan công an, hắn tính toán và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Song hắn đã không thể ngờ được các trinh sát qua công tác phát động quần chúng đã nắm bắt được một nguồn tin bất ngờ. Là trong 10 ngày qua, trùng với thời gian bà Cử mất tích, có điều bất thường là hắn tuyệt đối không cho vợ con sử dụng nước giếng ở nhà. Mọi sinh hoạt đều phải qua hàng xóm xin nước. Điều bất thường này đặc biệt gây sự chú ý của các trinh sát. Câu hỏi phủ đầu về việc này khiến mặt hắn biến sắc và tinh thần suy sụp rất nhanh. Trong làn nước mắt sám hối muộn màng, hắn run run cầm bút viết lời thú tội. Tại cơ quan điều tra, vợ Dương, Lê Thị Tuyết cũng thú nhận vì mới sinh con được 5 tháng, sức khỏe còn yếu và sống phụ thuộc vào gia đình chồng. Nên mặc dù chứng kiến chồng ra tay tàn ác giết người, rất muốn can thiệp, liền bị tên Dương đe dọa, cũng không dám. Hơn thế, mẹ ruột hắn còn dám ra tay sát hại, thì kể gì vợ con. Tuy nhiên, Lê Thị Tuyết vẫn bị truy tố về hành vi che giấu tội phạm và bị tòa xử 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Với tội ác của một đứa con nghịch tử, vì không được thỏa mãn về nhu cầu vật chất, đã nhẫn tâm giết mẹ và phi tang. Qua hai phiên tòa xét xử, sơ thẩm và phúc thẩm, Nguyễn Mạnh Dương đã bị tòa án các cấp tuyên y án với mức hình phạt cao nhất là tử hình. Manh mối từ tấm thiệp cưới, truy tìm kẻ sát hại năm mẹ con. Ngày 17 tháng 5 năm 1985, Đại tá Đỗ Thành Lê, lúc bấy giờ làm Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghĩa Bình, nay là Quảng Ngãi và Bình Định, cùng các đồng nghiệp nhận được tin báo, người dân thôn Phú Long, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn phát hiện ba xác chết tại một con suối trong thôn. Nhận thấy đây là vụ việc quá nghiêm trọng, Công an tỉnh huy động lực lượng xác minh, điều tra. Khi đến hiện trường, từ vòng ngoài, người dân đã vây kín cả khu vực,
gây không ít khó khăn cho công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Khám nghiệm tử thi cho thấy một phụ nữ khoảng trên 30 tuổi cùng hai bé gái khoảng 4 tuổi và gần 10 tuổi tử vong do tác động ngoại lực vào vùng cổ. Riêng cháu gái 10 tuổi trên người không mặc quần áo. Nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó khoảng 17 tiếng đồng hồ. Thủ phạm thuận tay trái vì các vết bầm trên cổ các nạn nhân tập trung nhiều về phía bên phải. Sau khi giết người, đối tượng vứt xác xuống sông để đánh lạc hướng điều tra của công an. Cách ba thi thể khoảng 250m, có một túi sách bằng cước và một thiệp mời đám cưới bị rách một phần, chữ đã bị nhòe. Bước đầu nhận định, vụ án liên quan đến giết người cướp tài sản. Thủ phạm rất thông thuộc địa hình nên khả năng có liên quan đến người địa phương. Điều đáng nói, nạn nhân không phải là người địa phương và không có giấy tờ tùy thân nên công tác xác minh nhân thân gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định phải làm rõ nhân thân thì mới có cơ hội tìm ra manh mối của vụ án này. Trong các vật chứng thu thập tại hiện trường, tấm thiệp cưới được lực lượng phá án quan tâm nhất vì đây có thể là manh mối tìm ra nhân thân nạn nhân. Do bị rơi xuống nước nên chữ trong thiệp bị nhòe, nhàu nát, không đọc được. Các cán bộ phòng kỹ thuật hình sự phải ngày đêm nghiên cứu, mày mò mới nhận ra chữ Chị Hóa cộng Anh Hiền, hai địa chỉ Yên Thành và Vĩnh Thạnh. Theo cơ quan điều tra ghi nhận ở Nha Trang, tỉnh Phú Khánh, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa, có nhiều địa danh có từ Vĩnh hoặc Thạnh. Đúng như dự đoán, liên lạc với công an nơi đây và được xác định Vĩnh Thạnh là một phường ngoại thành của Nha Trang. Phòng Cảnh sát Hình sự liền cử tổ công tác vào thành phố Nha Trang để tìm manh mối. Đến Vĩnh Thạnh, trong khoảng thời gian trên có 3 đám cưới. Tại nhà ông PPT, phường Vĩnh Thạnh, có lễ vu quy của con gái kết hôn với anh PVD, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ Tĩnh, nay thuộc tỉnh Nghệ An. Nhưng lạ là cưới xong, mọi người trong gia đình đều bình yên vô sự, đám cưới vẫn diễn ra bình thường. Chị Hóa và anh Hiền ngụ cùng phường, nhưng cả hai vẫn sống và trong thời gian xảy ra vụ án cũng không rời khỏi địa phương. Tích cực xác minh, anh Đê xác nhận chính mình viết thiệp mời chị Hóa và anh Hiền, nhưng vợ anh Đê đã không gửi thiệp đi vì ngại, do từng có quan hệ tình cảm với anh Hiền. Chiếc thiệp này anh Đê kẹp trong tập đặc san để ở phòng nghỉ tại nhà chị Cúc. Đến nhà chị Cúc thì tập đặc san và cả thiệp mời không còn. Có một chi tiết mà anh Đê nghi ngờ, có khả năng PTH ngụ phường Phương Sơn, Nha Trang đã lấy. Nhận thấy đây là thông tin quý giá, cơ quan điều tra lần theo manh mối. Tổ công tác công an tỉnh Nghĩa Bình đến nhà chị Hát được biết, trước ngày 15 tháng 5 năm 1985, có 3 người họ hàng với mẹ của Hát đến ở, nay đi đâu không ai biết. Đó là chị VTT, sinh năm 1949, cùng hai con gái là DHCL và DTHT, đều ngụ phường Phương Sơn. Chị Hát cung cấp thêm, thời điểm đám cưới anh D và chị C, Hát có cầm tập đặc san ở nhà chị C về để xem, trong đó có thiệp mời. Cháu T thấy tấm thiệp đẹp nên xin chơi rồi bỏ đâu không ai biết, cũng chẳng ai để ý. Từ đây, ban chuyên án quyết tâm xác minh nhân thân mẹ con có cầm theo tấm thiệp. Tại phường Phương Sơn, cán bộ địa phương cung cấp, bà Thị có chồng đã vượt biên ra nước ngoài, có 4 con nhỏ là DDN sinh năm 1974, DS sinh năm 1975, DL sinh năm 1977 và DT sinh năm 1981. Hiện cả 5 mẹ con chưa theo chồng ra nước ngoài. Người dân cung cấp thêm thông tin. Sau giải phóng, chồng gửi tiền về và bà T cũng dành dụm để thực hiện kế hoạch cùng 4 đứa con ra nước ngoài đoàn tụ. Nhiều lần bị chính quyền địa phương đưa ra kiểm điểm vì vượt biên trái phép, bà T vẫn không từ bỏ ý định. Một chi tiết mà cơ quan điều tra rất quan tâm khi người dân cung cấp là thời gian trước đó có nhóm người đàn ông lạ mặt được bà T thuê tới nhà trao đổi nhằm tổ chức cho mấy mẹ con vượt biên. Bà T có tâm sự với những người bà con thân thuộc là hai người con trai lớn vào tỉnh Thuận Hải, nay tách tỉnh thành Bình Thuận và Ninh Thuận và vượt biên ra nước ngoài thành công. Bà T và hai con gái nhỏ sẽ tiếp tục đi sau. Trong thời gian chờ đợi, bà T và hai con gái chuyển lên sống cùng gia đình chị Hát. Ngày 15 tháng 5 năm 1985, nhóm người này trở lại và đưa ba mẹ con bà T đi đâu không rõ. Tuy đã xác định ba nạn nhân trên chính là mẹ con bà T, nhưng để điều tra ra hung thủ sẽ vô cùng gian nan. Có được tình tiết vượt biên hết sức quý giá, cơ quan điều tra đưa các đối tượng chuyên tổ chức cho người vượt biên trái phép vào tầm ngắm. Nhận định cả ba mẹ con mang theo nhiều vàng nên nhiều khả năng nhóm người này đã ra tay sát hại để cướp tài sản. Nhìn nhận hung thủ thông thuộc địa bàn gây án,
nhưng lại liên quan đến nơi ở của nạn nhân, gia đình là T. Cơ quan điều tra chú tâm đến chi tiết có thể hung thủ người gốc Nghĩa Bình vào thành phố Nha Trang sinh sống. Một ngày sàng lọc, Phạm D, sinh năm 1963, ngụ Nha Trang là trường hợp đáng quan tâm nhất. D quê gốc Nghĩa Bình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra có đủ cơ sở xác định D nằm trong nhóm tổ chức cho mẹ con bà T vượt biên, nên quyết định bắt đối tượng này để điều tra làm rõ, truy tìm những kẻ liên quan khác. Ngày 9 tháng 6 năm 1985, vừa thấy trinh sát, D đã bỏ chạy. Lực lượng vây bắt nổ súng bắn chỉ thiên. Thế nhưng y vẫn ngoan cố khiến lực lượng truy bắt vất vả trong lúc truy đuổi D. Sau nhiều giờ đeo bám, cuối cùng D cũng bị tóm tại bệnh viện thành phố Nha Trang. D khai từng giới thiệu bà T với hai người bạn của mình để tổ chức vượt biên trái phép. Tiền công nhận được là 2 chỉ vàng. Đó là Nguyễn Ngọc Phương, sinh năm 1953 và Từ Hồng Sơn, sinh năm 1958. Điều đáng nói cả hai đều quê Nghĩa Bình, chuyên sống bằng nghề trộm cắp vặt, ăn chơi trác táng. Công an tỉnh Nghĩa Bình phối hợp với công an Phú Khánh huy động lực lượng truy bắt nghi can Phương và Sơn để làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 3 ngày sau Sơn bị bắt tại ga Nha Trang trong lúc chuẩn bị lên tàu trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Phương cũng bị tóm khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Phú Khánh. Thấy nhiều người tổ chức vượt biên thu lợi lớn nên bỏ nghề trộm cắp, chuyển sang tổ chức vượt biên để lừa đảo cướp tài sản, chủ yếu là vàng. Qua giới thiệu của D, cả hai tiếp cận bà T và hứa giúp đưa 5 mẹ con vượt biên với giá 2,5 cây vàng. Theo thỏa thuận, bà T để tiền công ở nhà một người quen, khi lên thuyền ra biển sẽ đưa lại chứng minh nhân dân của mình để làm tin. Rạng sáng ngày 15 tháng 4 năm 1985, Phương và Sơn cùng 5 mẹ con bà T ra bến xe Ninh Hòa, đón xe đò vào thị xã Phan Thiết, tỉnh Thuận Hải. Trong lúc mẹ con bà T nghỉ ngơi ở phòng trọ, Phương và Sơn ra ngoài tìm địa điểm gây án. Do Phương có thời gian sống ở Mũi Né, Phan Thiết, thông thuộc địa hình, liền chọn nơi đây để hành động. Hai đối tượng tìm cách tách mẹ con bà T ra để dễ bề ra tay. Chúng vờ nói với bà T đã tìm được điểm xuất phát. Để tránh bị lộ, chỉ đưa được hai đứa con lớn đi trước, còn lại phải tìm một địa điểm khác và thời gian sẽ thông báo sau. Bà T tưởng thật nên đồng ý cho hai con trai đầu đi theo Phương và Sơn. Không ngờ đây là thời điểm bắt đầu kế hoạch tàn bạo mà năm mẹ con bà T không hề hay biết. Khoảng 18 giờ, Phương và Sơn đưa hai con trai bà T tới một địa điểm ở Mũi Né. Chờ lúc trời tối, chúng nhẫn tâm ra tay cả hai đến chết. Phương hẹn vài ngày tiếp tục đưa ba mẹ con bà T đi. Chúng lên kế hoạch sát hại tiếp bà T cùng hai con còn lại và chọn quê của Sơn ở huyện Bình Sơn làm nơi gây án. Ngày 15 tháng 5 năm 1985, Phương và Sơn cùng ba mẹ con bà T đi xe đò ra Nghĩa Bình. Tuy ra nơi xa xôi, nhưng để được đoàn tụ nên bà T đành chấp nhận. Tối 16 tháng 5 năm 1985, hai đối tượng đưa ba mẹ con bà xuống cánh đồng xã Bình Phước. Tại đây, chúng tách mẹ con bà ra tại gần một con suối. Phương làm nhiệm vụ cõng người, Sơn đi sau chọn thời điểm thích hợp ra tay và vứt xuống dòng sông lạnh lẽo. Sau khi sát hại hai cháu bé, chúng lên bờ sát hại bà T và lục soát lấy hết giấy tờ, tiền bạc, vàng rồi vứt xác xuống suối. Gây án xong, cả hai lên xe về Nha Trang. Chúng tới nhà chị Hát, đưa chứng minh nhân dân và lá thư mà bà T gửi lại, dặn dò để nhận đủ 2 cây vàng. Sau này khi nghe tin D bị công an bắt, Phương và Sơn tính chuyện bỏ trốn. Nhưng chúng không thể thoát khi công an đã nhanh chân hơn. Với những tội ác tày trời trên, 2 tháng sau, Tu Hồng Sơn và Nguyễn Ngọc Phương bị hội đồng xét xử cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên án tử hình. Phạm D lãnh án 6 năm tù giam. Kỳ án thôn đá nổi và 15 năm truy bắt tên sát nhân, cái chết của người phụ nữ tật nguyền. Sáng ngày 5 tháng 8 năm 2007, khắp các con đường của thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, xôn xao vì tin chị Đinh Thị L, sinh năm 1980, bị sát hại, vứt trong bể nước. Dù là thôn xa xôi của tỉnh Quảng Trị, nhưng hàng chục năm, ở đây chưa từng xảy ra vụ án nào gây hoang mang đến như vậy. Tại hiện trường, công an tỉnh Quảng Trị xác định nạn nhân L nằm úp trong bể nước ngay trước cửa nhà mình. Kết quả khám nghiệm cho thấy trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương ăn sâu vào da. Tuy nhiên, nguyên nhân gây tử vong là do ngạt nước. Những chi tiết này giúp các điều tra viên đi đến một nhận định, nạn nhân bị đánh, gây thương tích, rồi hung thủ di chuyển, vứt vào bể nước, hỏng phi tang. Căn nhà chị L nằm ven đường thôn Đá Nổi, khá bé. Mặt tiền chị L dùng để bán hàng tạp hóa, gian sau có cánh cửa phụ là nơi chị sinh sống. Bên trong cửa hàng tạp hóa, các điều tra viên phát hiện đồ đạc bị xáo trộn, xô đổ. Phía dưới nền nhà xuất hiện vết màu nâu, nghi là máu. Công tác khám nghiệm đã đưa ra kết luận, chị L bị sát hại để cướp tài sản.
thời gian gây án chỉ vài giờ trước khi nạn nhân được phát hiện trong bể nước. Thời điểm vụ án xảy ra có thể vào đêm mùng 4 tháng 8 năm 2007 hoặc rạng sáng ngày mùng 5 tháng 8 năm 2007. Đây là khoảng thời gian khá vắng vẻ, người dân trong thôn đa phần đã đi ngủ nên không có nhân chứng. Các dấu vết tại hiện trường cũng vô cùng mờ nhạt, dẫn đến khó khăn trong công tác điều tra truy xét. Những ngày tháng 8, thôn Đá Nổi bước vào mùa mưa lũ, thời tiết rất xấu. Đây là địa bàn xa và mới chỉ có đường đất. Cách nhanh nhất để vào thôn là đi bằng thuyền vượt sông. Từ những tài liệu thu thập được tại hiện trường, các điều tra viên công an tỉnh Quảng Trị nhận định hung thủ gây ra cái chết cho nữ chủ quán tạp hóa Đinh Thị L chỉ là một người. Thêm vào đó phải là người địa phương, thông thạo đường đi lối lại. Chính từ nhận định này, diện truy xét đã được thu hẹp đi rất nhiều. Chị L là người tật nguyền, từng trải qua một đời chồng và hiện sống độc thân. Công an đã tiến hành triệu tập người chồng cũ cũng như bạn trai hiện tại của nạn nhân lên làm việc. Tuy nhiên những người này đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Lúc này công an tiến hành rà soát, sàng lọc toàn bộ đối tượng ngổ ngáo, đối tượng có tiền án tiền sự tại địa phương. Nhưng cũng như lần trước, nhóm đối tượng này hoàn toàn không dính líu đến vụ án, cũng chẳng cung cấp được thông tin nào có giá trị. Nhiều ngày trôi qua, cái chết của chị Đinh Thị L vẫn là một ẩn số. Các điều tra viên bắt đầu để ý đến nhóm người từ nơi khác đến Đá Nổi. Một là những người mới tới, hai là nhóm người vốn quê ở đây, thời gian qua về làm ăn hoặc thăm thân. Quá trình rà soát, công an thấy nổi lên ba anh em Lương Thanh Hoàng sinh năm 1975, Lương Thanh C sinh năm 1978 và Nguyễn Văn Hát sinh năm 1971. Trong đó Lương Thanh Hoàng và Lương Thanh C là hai anh em ruột, còn Nguyễn Văn Hát là anh họ. Đi sâu vào tìm hiểu về ba anh em Lương Thanh Hoàng, các điều tra viên được biết họ đều là người sinh ra ở Đá Nổi nhưng bỏ vào làm ăn tại Bà Rịa Vũng Tàu từ rất nhiều năm. Khoảng tháng 8 năm 2007, nhóm này về Đá Nổi và tá túc tại nhà một người dì để tìm việc làm. Khi tiến hành triệu tập ba người nói trên lên làm việc thì chỉ có Lương Thanh C và Nguyễn Văn Hát là đến, còn đối tượng Lương Thanh Hoàng thì không thấy đâu. Tại cơ quan điều tra, Lương Thanh C và Nguyễn Văn Hát khai nhận do không tìm được việc làm nên nhóm này dự định quay lại Vũng Tàu vào ngày 5 tháng 8 năm 2007. Do đó chiều 4 tháng 8 năm 2007, cả ba đi uống rượu tại nhà những người quen ở trong thôn. Đến khuya C và H về nhà người quen đi ngủ, còn Hoàng thì về sau, nằm ngủ bên ngoài hiên nhà. Khi được hỏi về Hoàng, cả C và H cùng người dì đều không biết anh ta đã đi đâu, làm gì sau 7 giờ sáng ngày 5 tháng 8 năm 2007. Người dì cho hay sáng sớm 5 tháng 8 năm 2007, khi tỉnh dậy thì nghe tin chị L đã bị giết. Lúc này bà thấy Hoàng đang ngủ bên hiên nhà nên gọi dậy bảo chở đi xem. Khi tới nơi bà này tiến lại gần hiện trường, còn Hoàng thì đứng ở bên ngoài. Sau thời khắc ấy, không ai thấy Hoàng ở đâu nữa. Đây là một biểu hiện bất thường nhưng rất hay xảy ra với tâm lý tội phạm. Thường mỗi khi gây án xong, thủ phạm sẽ sợ hãi và có xu hướng bỏ trốn khỏi địa phương. Tất nhiên, đó mới chỉ là lý thuyết, nhưng phần nào giúp các điều tra viên công an tỉnh Quảng Trị có hướng điều tra rõ hơn. Vậy Hoàng vì sao phải bỏ làng ra đi một cách bất ngờ đến như vậy? Vì sao anh ta cắt toàn bộ liên lạc với người thân chỉ sau một đêm? Liệu gã đàn ông này có liên quan tới cái chết của chị Đinh Thị L hay không? Dù chưa biết Hoàng trốn ở đâu, nhưng công tác rà soát, truy vết đối tượng này vẫn được tiến hành nhanh chóng. Xác minh nhân thân của Hoàng, công an Quảng Trị được biết anh ta có một tiền án, từng bị Tòa án Nhân dân Vũng Tàu xử về tội hiếp dâm. Tại trung tâm huyện Đắk Rông, các trinh sát được chủ một tiệm kinh doanh vàng bạc cho biết Lương Thanh Hoàng vừa ở đó và bán đi chiếc nhẫn nữ lấy 1 triệu đồng. Chủ cửa hàng biết chính xác đó là Hoàng bởi hai người vốn là bạn từ nhiều năm trước. Tuy vậy, chủ cửa hàng cũng chỉ cung cấp được chút ít thông tin đó. Còn về sau Hoàng đi đâu, làm gì, anh ta cũng không biết. Nhiều tốp trinh sát được cử đi rà soát tất cả mối quan hệ bạn bè, người thân của Hoàng, tuy nhiên đều chẳng thu được dấu vết. Hoàng cứ như làn khói, bốc một hơi lên trời rồi tan ra. Tiếp tục thu thập thông tin, công an tỉnh Quảng Trị có đủ căn cứ khẳng định Lương Thanh Hoàng là nghi phạm sát hại chị Đinh Thị L ở thôn Đá Nối vào đêm mùng 4, rạng sáng ngày mùng 5 tháng 8 năm 2007. Căn cứ hồ sơ, công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Thanh Hoàng về hành vi giết người và cướp tài sản. Do đối tượng đang bỏ trốn, không tìm ra nơi cư trú, nên ngay sau đó cơ quan điều tra đã quyết định truy nã toàn quốc.
Vào thời điểm này, việc bắt giữ Hoàng được giao cho đơn vị truy nã của công an tỉnh. Một chuyên án tầm nã được thành lập. Suốt nhiều năm trời, ban chuyên án được thành lập năm 2007 để điều tra, truy bắt Lương Thanh Hoàng của công an tỉnh Quảng Trị đã có nhiều thay đổi. Một số cán bộ chiến sĩ đã về hưu, số khác thì chuyển công tác, đơn vị. Ấy vậy mà bóng dáng kẻ sát nhân ở thôn Đá Nổi vẫn bặt vô âm tín. Bằng quyết tâm phải bắt cho được Hoàng, nhiều thế hệ ban chuyên án của công an tỉnh Quảng Trị vẫn kiên trì thu thập từng mẩu tin nhỏ. Trong hơn 10 năm, tập hồ sơ tầm nã về Lương Thanh Hoàng đã dày lên trông thấy. Xác định sau khi gây án, Hoàng sẽ trốn vào khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nên tổ công tác của công an Quảng Trị vẫn cập nhật thông tin thường xuyên về các đối tượng khả nghi. Mặc dù đã sử dụng nhiều biện pháp, nhưng Hoàng vẫn ẩn thân thành công, chưa một lần trong suốt gần 15 năm gã bị phát hiện. Đơn vị tầm nã nhận định, Lương Thanh Hoàng không thể bốc hơi kỳ lạ như thế được. Chắc hẳn gã phải có một danh tính. Xem xét hồ sơ, công an nhận thấy Hoàng có người em trai tên là C. Hai người này nếu không phải quen biết hoặc quan sát kỹ thì rất khó nhận diện vì họ rất giống nhau. Tập trung vào người sử dụng chứng minh thư có tên Lương Thanh C, cuối cùng công an Quảng Trị phát hiện trong một vụ ẩu đả tại thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng có tên như trên đã xuất hiện. Hóa ra, lợi dụng sự giống nhau với người em, Hoàng đã dùng giấy tờ của anh này để tàng hình suốt 15 năm trời. Năm 2022, Lương Thanh Hoàng bị bắt đúng vào ngày 5 tháng 8 năm 2015, trùng với ngày anh ta ra tay sát hại chị Đinh Thị L trước đó 15 năm. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai, đêm muộn 4 tháng 8 năm 2007, anh ta uống rượu say rồi về ngủ ngoài hiên nhà của người dì. Một lúc sau, Hoàng trở dậy tìm đến quán tạp hóa của chị L để mua thuốc lá. Lúc này chị L đã ngủ, nên Hoàng đập cửa gọi dậy. Bị đánh thức, chị L bực tức mắng Hoàng. Sẵn hơi men, Hoàng đã tấn công khiến chị L ngất lịm đi. Hoàng lấy chiếc nhẫn nạn nhân đeo trên tay, rồi kéo chị L thả vào bể nước ở trước nhà. Xong việc, Hoàng quay về ngủ ngoài hiên cho tới sáng 5 tháng 8 năm 2007. Khi biết việc chị L bị sát hại đã lộ, Hoàng nhanh chân tẩu thoát. Sau 15 năm, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Hoàng cũng già đi trông thấy. Thế nhưng tội ác mà gã gây ra tại thôn Đá Nổi thì vẫn còn nguyên trong ký ức của người dân nơi đây. Hoàng những tưởng ngần ấy thời gian đã đủ để xóa nhòa tất cả, nhưng anh ta nhầm. Với sự quyết tâm của công an tỉnh Quảng Trị, rồi đây Hoàng đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Ngày 22 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Thanh Hoàng, 49 tuổi, quê Quảng Trị, mức án 14 năm tù về tội giết người. Trước đó Hoàng bị phạt 22 năm tù, tổng hợp hình phạt ông ta phải chấp hành là 30 năm tù, án tù có thời hạn không quá 30 năm. Tại tòa, Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình. Về phía bị hại không yêu cầu bồi thường và có đơn xin bãi nại cho bị cáo. Theo hồ sơ vụ án, Lương Thanh Hoàng sinh ra và lớn lên tại tỉnh Quảng Trị. Năm 20 tuổi, ông ta rời quê vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đi làm thuê. Năm 2001, Hoàng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xử phạt 30 tháng tù về tội hiếp dâm. Sau khi ra tù, người này cũng trở về Quảng Trị. Năm 2007, Hoàng ra tay sát hại một người phụ nữ cướp tài sản. Sau khi gây án, ông ta bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh và bị công an tỉnh Quảng Trị truy nã về tội giết người và cướp tài sản. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng quen biết và sống chung như vợ chồng với bà Phạm Thị Thu Hát. Khi chung sống, hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Tối ngày 23 tháng 10 năm 2021, Hoàng đánh chị Hát. Sau đó người phụ nữ này gọi điện thoại kể lại sự việc cho người nhà biết. Một lúc sau, ba chị em của Hát tới nhà trọ của bị cáo ở quận 12. Tại đây hai bên có lời qua tiếng lại, Hoàng dùng dao đâm liên tục vào một người em của chị Hát, gây thương tích 45%. Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn về quê. Tháng 8 năm 2022, ông ta bị công an tỉnh Quảng Trị bắt theo lệnh truy nã. Tại cơ quan điều tra, nam bị cáo thừa nhận mình là hung thủ thực hiện vụ giết người, cướp tài sản xảy ra năm 2007 và đâm bà T vào năm 2021.